rồi xin đứng đây nha, ha. Để chúng cái máy bây giờ sáng thế là vào trong và xin các vị chấn nhầm là biệt. Mời vào trong Long và Long Đức Tư. Ông ở đây. Xin quý vị chuẩn bị để chụp hình với cô dâu chú rể nha. Một hai ba. Dàn phóng viên báo chí làm việc tích cực giúp.